Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Center S. Hôm nay rất vui được gặp lại các em trong video mới. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta những cái cơ bản nhất của bộ môn mỹ thuật, những cái cơ bản nhất cho những người mới bắt đầu biết vẽ. Để vào vẽ và học vẽ thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số thứ như sau. Cách thứ nhất là bút chì. Về bút chì thì nó có rất là nhiều các kích cỡ khác nhau. Ví dụ như bút chì nhạt nhất nó là bút chì HB, sau đó là đến 2H và tiếp theo là đến 2B, 3B, 4B, 5B, 6B và đây là bút chì đậm nhất của thầy, đó là bút 8B. Đấy. Bút chì đậm nhất của thầy là bút 8B. Đấy, các em đã nhìn thấy. Ngoài bút chì ra thì tẩy bút chì nó có một cái loại, đó là nó có rất nhiều loại tẩy dành riêng cho tẩy bút chì nhé. Thì chúng ta có thể mua loại nào cũng được. Loại thứ hai của bút đó là bút chì than nhé. Bút chì than đây, các em nhìn thấy không, bút chì mà đầu nó rất là to này. Đấy. Ở đây là thầy mua là một set của nó, là bao gồm cả bút chì vẽ và bút chì thường và bút chì than. Đấy. Với bút chì than thì nó có hai loại, hai kích cỡ. Ở đây là thầy có hai kích cỡ, một là kích cỡ thứ nhất là 4 và kích cỡ thứ hai là 6, 6 cộng. Loại tẩy là dành riêng cho bút chì than. Đấy. Tẩy này thì nó có một cái khác biệt so với hai cái loại tẩy này, nó có khác nhau các em ạ. Cái tẩy này mới đầu cầm vào chúng ta thấy nó rất là mềm. Đấy. Rất là mềm và cái bề mặt nó rất là dính. Đấy. Giống như là đất nặng của trẻ em ấy. Thế còn tẩy này thì nó cứng hơn và bề mặt nó không có dính. Nhưng mà khi mà chúng ta xoa lên bề mặt của nó thì nó có cái độ ma sát. Đấy, ma sát nhất định. Đấy là tẩy và bút chì. Đồ vật thứ ba mà chúng ta cần có đó là đầu nối bút chì. Đầu nối bút chì. Đầu nối bút chì này có tác dụng, nó là nếu một cái bút của chúng ta mà nó ngắn đi, sau này chúng ta vẽ nó ngắn đi, nó khoảng còn còn này thì chúng ta cầm nó rất là khó, đúng không? Cho nên là chúng ta, người ta đã tạo cho mình một cái đầu nối bút chì lại với nhau. Cái bầu này thì chúng ta thấy nó rất là đây, rất là chuyên nghiệp. Đấy, chúng ta đút vào xong đó chúng ta đẩn cái đầu này thì đương nhiên là cái bút chì nó sẽ được nối rất là dài ra, một đoạn dài ra như này, và chúng ta cầm để nó vừa tay. Đấy. Loại thứ tư mà chúng ta cần có đó là xốp du, bút xốp để di màu, cũng như là di đầu bút, di màu chì. Tức là bút này là dùng để chuyên di những cái mảng chì để cho nó lu, nó mờ đi. Đấy, thì nó có ba cái kích cỡ. Và cái thứ năm chúng ta không thể thiếu đó là dao gọt, dao dọc giấy. Đấy, con dao này thì chúng ta mua ở bất kỳ ở đâu cũng có, đúng không? Và trước khi vào vẽ thì chúng ta cần gọt, lấy con dao này để gọt đầu bút chì. Đấy, như thầy đã gọt này. Đây, lấy con dao này để gọt đầu bút chì. Đấy, gọt đầu bút chì. Và chúng ta phải gọt làm sao để cho cái đầu bút chì này nó dài ra. Đấy, cái khoảng cách từ chỗ chì này đến đầu này nó dài ra nhé. Mục đích là dài để làm gì thì tí nữa thì thầy mới nói thêm. Nhưng về cơ bản thì chúng ta phải gọt để cho nó dài ra. Đây, nó gọt nó dài ra. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vào để học những cái bài học đầu tiên về vẽ tranh bằng bút chì. Hôm nay thì thầy sử dụng bút bút chì dành cho chúng ta, thầy hướng dẫn chúng ta thì thầy sẽ sử dụng bút 4B. Bút 4B. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về nét. Tìm hiểu về nét. Nét thì nó có mấy loại như sau. Cái thứ nhất là nó có loại đầu tiên chúng ta tìm hiểu là nét thẳng. Nét thẳng. Và cái thứ hai đó là nét cong. Đấy. Trong nét thẳng thì đây. Thì khi mà dùng nét thẳng này, chúng ta dùng các nét như thế này.
Đấy. Để tạo ra một nét thì chúng ta sẽ phải dùng tay của chúng ta để chúng ta vẽ. Đấy. Đấy. Đây là nét thẳng. Đấy, nét thẳng. Thế còn nét cong là nét như thế nào? Đây, nét cong. Đấy, nét cong. Hoặc là nét cong như này. Đấy, nét cong. Đây gọi là nét. Như vậy nó nét thì có hai loại, một là nét thẳng, hai là nét cong. Đấy. Thế về ba mảng. Phần sang phần 2 đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng. Mảng là như nào? Nó là tổng hợp các nét, tổng hợp các nét mà khi xếp cạnh nhau để nó tạo ra mảng. Chẳng hạn như là mảng của nét thẳng, như lúc nãy thì thầy vừa đi, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái nét đấy, nó gần sát với nhau này, đồng thời nó song song ra và nó tạo ra gì? Nó tạo ra một mảng đậm như này thì chúng ta có thể gọi là mảng. Đấy. Thì cái mảng này thì tùy chúng ta. Đấy. Như thầy thì kinh nghiệm của thầy thì thầy hay sử dụng là đầu bút nó nghiêng như này để tạo ra mảng. Đấy. Tạo ra mảng. Nhưng nhiều người người ta dùng bút là nghiêng như này. Đấy. Nghiêng hẳn ra. Thì đương nhiên là cái mảng này thì nhìn với lại cái mảng này thì nó gần tương đồng với nhau, đúng không? Nhưng mà lại có người là dùng mà bút thẳng lên như này. Đấy. Để tạo ra một mảng. Đấy, người ta gọi là mảng, mảng màu, mảng đậm nhạt. Vậy những cái mảng này mà muốn cho nó đậm hơn, đấy, thì chúng ta làm như nào? Thì chúng ta lại phải sử dụng các mảng, các nét khác đan chéo tạo thành mảng đan chéo với lại mảng trước đó. Đấy. Như thế này người ta gọi là mảng đậm hơn nhé. Mà nếu chúng ta mà muốn mảng nó đậm hơn nữa thì chúng ta lại chồng lên nhau, lại đan chéo hai cái nét trước đó chồng lên nhau. Đấy. Đấy. Như vậy là chúng ta đã được một cái mảng đậm hơn rồi, đúng không? Đấy là mảng thẳng. Bây giờ chúng ta lại chuyển sang là vẽ mảng cong. Chẳng hạn như là đây thầy, ví dụ các nét này song song với nhau. Đó. Để tạo ra mảng cong. Hoặc các nét cong này. Các nét cong này thì thường là chúng ta thường là sử dụng trong vấn đề là đánh đậm nhạt những cái đồ vật nó có dạng là hơi cong, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ sử dụng các nét cong. Đó. Về nguyên lý của mảng. Nguyên lý để đi mảng. Nguyên lý thứ nhất là đi nét. Đấy, chúng ta đi nét thì như thế nào? Ê, thường thì chúng ta phải có những cái nét, trong một nét thường chúng ta phải thể hiện được là độ đậm, độ nhạt. Đây thầy lấy ví dụ, nhưng cái chỗ này là chỗ mà đầu tiên thì thường chúng ta thấy là nó đậm hơn, thế sau đó là nhạt dần, nhạt dần. Đấy, ví dụ như là nét thẳng cũng vậy. Đấy. Chúng ta đi như vậy là cái chỗ này là đặt bút xuống là chúng ta thấy nó đậm và dần dần là nó nhạt, đấy là nét. Thế còn mảng, mảng ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta gợi mảng thường là chúng ta chồng nhiều nét song song với nhau hoặc là chồng lên nhau thì chúng ta sẽ tạo ra cái mảng, là nó có nguyên lý đó là chuyển độ dần từ sáng đậm cho đến sáng nhé. Những chỗ đầu tiên chúng ta thấy là nó đậm hơn, sau này nó sáng dần, nhưng cái đó là mảng, đấy là nguyên lý của mảng là như vậy. Đấy. Vậy làm thế nào để chúng ta sẽ tạo ra được cái nét này, những nét này nó thẳng như thế này mà nó song song với nhau? Có một cái bài tập mà ngay từ lúc đầu khi mà mới vào học vẽ thì thầy giáo thầy đã đưa ra một cái kiểu bài tập như thế này. Bài tập đó là thầy yêu cầu mỗi học sinh sinh viên là phải sử dụng tay của mình để đi đi lại lại. Đấy. Mà cái nét của mình là 10 nét, khi đi lại là không được gì, không được lệch nhau, và các nét này phải tự chồng với nhau. Đấy. Ví dụ như bình thường mình đi như này ở một cự độ này thì mới đầu cái nét nó rất là nhạt, sau chồng đi chồng lại nhiều lần thì đương nhiên cái nét của mình nó đậm lên. Đấy, như vậy mình đi nhiều lần như thế
mà các nét mình đi, các lượt mình đi mà nó cứ nét nó cứ chồng lên nhau thì có nghĩa là chúng ta đang đi chuẩn, đúng không? Mà cái phương pháp tập thứ hai nữa nó là đây là di ngang đấy, thế còn di dọc này. Đấy, di dọc đấy, di dọc nhé. Thế di dọc này cũng vậy đấy, đó là những cái bài tập. Thế còn di cong, đường cong, đường cong là chúng ta phải là di đưa đi đưa lại đấy. Làm sao mà các nét khi mà mình vẽ ra thì nó phải được là đều và nó sẽ chồng lên nhau như vậy. Và một bài tập nữa đó là chúng ta sẽ dùng đi nét cong trái và cong phải. Đấy. Đây là di nét. Còn di mảng, di mảng thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta mới đầu chúng ta di, chúng ta cứ di thành cho một nét nó thẳng như này đi. Sau dần dần là chúng ta sẽ tăng cái độ chiều dài của nó lên, tăng chiều dài lên. Đấy. Sau đó chúng ta muốn tạo ra một mảng thì chúng ta lại phải chuyển nó dần, chuyển dần ra. Chuyển làm sao thì các nét này là khi mà đi là các 10 nét phải song song như 10 nhau, như 10 cái, như một. Đấy. Chúng ta di mảng như này thì vậy chúng ta càng về sau là chúng ta càng nhẹ bút hơn lên, nhẹ hơn bút thì để cho cái mảng của chúng ta nó có sự chuyển độ giữa đậm cho đến sáng. Đấy. Đấy là về nguyên lý về mảng và nét. Sang phần 2 thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về cái cách vẽ hình khối cơ bản. Đấy. Muốn vẽ được hình khối cơ bản thì đầu tiên chúng ta phải xác định đó là gì? Xác định cho thầy đó là những cái tọa độ XOZ. Tọa độ XOZ ở trong bài học môn toán thì nó dạng như thế này. Đây. Đúng không? Như vậy là tọa độ XOZ nó là cái dạng tọa độ như thế này. Ở đây là cái đường trục thẳng xuống. Đấy, xác định. Như vậy là cái không gian hai chiều của mỗi hình thì chúng ta cứ mường tượng là ví dụ như tôi có một cái hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Đấy, đây là hình chữ nhật. Tôi có một cái hình chữ nhật như thế này. Thế nhìn vào đây thì người ta gọi đó là không gian hai chiều. Đấy. Như vậy không gian ba chiều như thế nào? Ví dụ cũng là hình chữ nhật này thì cái không gian có ba chiều của nó thì đương nhiên nó sẽ nhìn được ba cái diện. Đó. Nó nhìn được ba diện. Ở đây là một là diện, hai diện, ba diện. Thì người ta gọi đó là không gian ba chiều các em nhé. Như vậy không gian ba chiều thì để vẽ nó thì nó có những cái nguyên lý nhất định. Hôm nay thì thầy tạm thời thầy đưa ra một cái nguyên lý theo dựa theo logic toán học. Đó là không gian căn cứ vào tọa độ để chúng ta xác định được những cái hình của chúng ta. Thầy lấy ví dụ bây giờ thì thầy sẽ vẽ hình hình vuông. Đấy. Khi vẽ hình vuông này thì ở đây nó sẽ có một cái cạnh. Đấy, cạnh chiều rộng, cạnh dọc của hình vuông. Vậy cái cạnh dọc này nó phải song song với tọa độ này nhé. Như vậy là thì chúng ta sẽ vẽ được hai cái cạnh đó. Thế còn cái cạnh chiều ngang của hình vuông thì nó phải song song với tọa độ này. Như vậy là để vẽ được cái hình vuông theo không gian ba chiều thì chúng ta phải căn cứ vào cái tọa độ XOZ này để chúng ta vẽ. Và đây là có một cạnh rồi. Đấy, hai cạnh rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến cái không gian ba chiều của nó, tức là nó ở dạng hình hộp ấy. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái cạnh là song song với cái trục này, trục Y này. Đấy. Cạnh còn lại song song với trục Y này. Và cạnh tiếp theo là cạnh thứ ba, ba cái cạnh này song song với trục Y này. Đấy. Bây giờ chúng ta lại tìm đến cái cạnh chiều ngang, chiều dọc nữa còn lại của hình vuông, hình hộp vuông. Đấy, cái cạnh này thì lại song song với đường này. Và cạnh này là song song đường này. Đấy. Bây giờ thì đến đây thì chúng ta đã được một cái hình hộp vuông nhìn theo chiều xa gần, nhìn theo xin lỗi, nhìn hình hình vụ hộp vuông. Đấy. Nhìn theo kiểu là không gian ba chiều. Đấy. Như vậy nó có ba chiều ở đây. Nhưng bây giờ mà để thể hiện được cái hình hộp vuông này đấy, trong cái không gian ba chiều thì chúng ta lại liên quan đến ánh sáng. Đấy. Khi ánh sáng chiếu vào đồ vật, thầy lấy ví dụ như là mặt trời nó ở đây. Đấy. Khi ánh sáng nó chiếu vào đồ vật thì toàn bộ cái diện trên này này là cái diện số 1, diện này là diện số 2 và diện này là diện số 3. Đương nhiên cái diện trên này nó sẽ là ánh sáng nó đón nhiều ánh sáng nhất thì đương nhiên nó sẽ là sáng nhất.
Còn cái diện số 2 này do nó gần với mặt trời hơn thì đương nhiên nó sẽ làm sao? À, nó khuất mặt trời nhưng nó gần mặt trời hơn thì đương nhiên nó sẽ sáng. À, thứ hai. Còn cái thứ ba này là nó khuất hẳn. Đấy, khuất hẳn thì chỗ này sẽ là đậm. Đấy. Như vậy nó sẽ tạo ra ba lớp đậm nhạt khác nhau. Đây là lớp thứ ba là lớp đậm nhất. Lớp thứ hai là lớp trung gian và lớp thứ một là lớp sáng nhất. Vậy để tạo ra các mảng sáng tối như thế nào? Như thế nào thì như vậy là thầy đã hướng dẫn về nét. Thì chúng ta sẽ sử dụng những nét song song với nhau. Đấy. Song song với nhau như thế này. Để chúng ta tạo ra mảng đậm. Đấy. Và khi vẽ, chúng ta vẽ theo chiều cấu trúc đồ vật. Đấy. Chỗ này nó song song với đường này. Đấy. Các nét này song song với nhau. Đấy. Và trên này thì đương nhiên chỗ sáng thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ là sáng nhất. Thì chúng ta sẽ phải đi nhẹ bút hơn ở bên dưới. Đấy. Như vậy ba cái mảng 1, 2, 3 này hiện nay thì nó đang gần như là trùng độ nhau. Đấy. Muốn nó chênh nhau về độ thì chúng ta lại phải sao? Chồng nét lên. Chồng thêm một nét nữa. Đấy. Vậy độ 2 này đã sáng đậm hơn độ 1. Bây giờ độ 3 với độ 1 này sắp xong rồi, con đi vào đi để bố làm nốt. Độ 3 này thì lại đang là sáng ngang với lại độ 1. Bây giờ muốn độ 3 này đậm hơn, chúng ta lại phải chồng lên độ 3. Một lớp nữa. Đấy, một lớp nữa nha. Bây giờ độ 2, độ 3 thì nó nó đang là hai lớp đậm. Vậy muốn độ 3 đậm hơn thì chúng ta lại tăng thêm một lớp nữa. Chúng ta cứ mường tượng là cứ một độ này là một lớp, một độ này là một lớp đậm nhạt. Đấy. Đấy. Như vậy là hình của thầy là thầy đã vẽ được hình hộp vuông. Và tiếp theo thì thầy sẽ vẽ tiếp một cái hình nữa, đó là hình chữ nhật. Đấy. Thầy sẽ vẽ như là cái trục đó. Trục tọa độ x, y, z. Chúng ta học trong môn toán. Bây giờ thì thầy vẽ tiếp là hình chữ nhật. Vẽ cạnh này song song với đường này. Đấy. Bây giờ tiếp cục cạnh này song song với đường này. Cạnh bên dưới của hình chữ nhật nó nằm song song với trục y. Đấy. Cạnh bên trên của hình chữ nhật là làm song song với trục y. Đấy. Cái cạnh còn lại song song với trục x. Cạnh này thì song song với trục o, x, o, z mà. Đấy. Đấy. Sau khi được các cạnh rồi, chúng ta sẽ nối chúng lại. Đấy. Nối chúng lại. Thì chúng ta sẽ được một cái hình, nó là hình chữ nhật. Đấy. Và dựa theo cấu trúc đồ vật để chúng ta xác định chiều ánh sáng. À, bây giờ thì ánh sáng nó không chạy từ trên xuống mà ánh sáng nó chạy từ điểm này nó chạy vào. Thì đương nhiên cái diện này là diện 1, diện này là diện 2, diện này là diện 3, diện này sẽ là sáng nhất đúng không? Cho đến diện này là diện 2, nó sẽ là sáng gì? Sáng thứ hai. Và diện này là diện 3, là sáng thứ ba. Đấy. Để diện 1, diện 2, diện 3 này nó chênh nhau về độ thì chúng ta chỉ việc là chồng nét lên các diện đậm hơn thì nó sẽ chênh nhau với độ. Đấy. Đấy. Mà đó là hình, là những cái hình hộp mà nhìn theo không gian 3 chiều mà được sử dụng những nét thẳng. Bây giờ thì thầy sẽ sử dụng những cái hình mà có nét cong. Chẳng hạn như bây giờ thì thầy có cái trục như thế này. Đấy, vẫn là cái trục x, y, z. Đấy. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình chóp. Hình chóp. Đấy. Đấy, thầy vẽ hình chóp như thế này. Đấy, đây là hình chóp. Thế bây giờ muốn đánh cái đánh đậm nhạt cái hình chóp này, chẳng hạn như bên này nó là cái ánh sáng nó chiếu vào chẳng hạn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên này thì cái chỗ này đương nhiên nó sẽ là sáng. Và cái chỗ còn lại nó sẽ là gì?
nó sẽ là tối. Giờ chúng ta sẽ sử dụng nét cong để đánh theo chiều cấu trúc đồ vật mà. Chúng ta sẽ sử dụng nét cong để chúng ta gợi đậm nhạt. Đấy. Cái chỗ này nó đậm hơn thì chúng ta lại phải sử dụng là đậm hơn ở vị trí này. Đánh theo chiều cấu trúc đồ vật. Đấy. Và cái chuyển độ chuyển dần chuyển dần chuyển dần. Và chỗ này sẽ là đậm, chỗ này là sáng, và chỗ này là trung gian, chỗ này sẽ là sáng nhất. Đúng không? Đấy. Đây là cái cách mà chúng ta gợi đậm nhạt. Đấy. Đấy, trên đây là video của thầy đến đây là cũng là khá là dài rồi. Thì bài tập ngày hôm nay thì yêu cầu chúng ta là chúng ta hãy nắm được về cơ bản về nét, về mảng và về hình khối. Đấy, ba bài tập này thì sẽ là giúp cho chúng ta là nắm được định hình được cái trong không gian mảng như nào, nét như nào và ánh sáng như thế nào. Từ đó thì sang với bài tiếp theo thì thầy sẽ vẽ là ứng dụng cao hơn giữa nét, mảng và khối nhé. Video của thầy đến đây thì cũng xin là tạm dừng. Xin cảm ơn các em đã theo dõi video và chúc các em có thật nhiều sức khỏe để học tập thật là tốt. Một lần nữa xin cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn tạm biệt.